thử thách trở thành top 5 tựa game được sản xuất bởi Việt Nam. Let's go. Rồi ok, bà đoán đi, cực kỳ dễ luôn. Tựa game kinh dị mà tôi từng chơi, Thần Trùng. Wow, Thần Trùng đứng top 4 nha. Đặc biệt là đây là một tựa game được phát triển bởi chỉ có 3 người thôi. Wow. Thôi thì xịn luôn á. Tôi nghĩ là sẽ có Play Together. Play Together. À, tàu lao đó, Play Together là từ Hàn Quốc chứ đâu phải là Việt Nam đâu. Ủa vậy hả? Ừ. Tựa game này tôi nói là chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ nè. Wow, đó chính là Free Fire. Free Fire. Free Fire được phát hành đầu tiên bởi 9 người Việt Nam nha mọi người. Sau này mới được phát triển bởi Garena. Wow, và Free Fire đứng trong top 2 luôn nha. Rồi. Game này ngày nào tôi cũng chơi nè. Game gì ạ? Liên Quân. Chúc mừng bạn, xài nha má. Không có. À, tựa game gây sốt một thời luôn. Chính xác, đứng top 3 luôn nha. Quay giỏi thật sự luôn á. Cái game này hôm bữa tôi thấy ông làm clip trên TikTok rồi, viral lắm luôn. Đồng cỏ lao. Quay đồng cỏ lao do Quốc Khang làm, phải nói là cực kỳ xịn sò luôn. Và đặc biệt là sắp có bản trên điện thoại luôn anh em ơi. Và đồng cỏ lao đứng top 5 nha. Và bà chỉ còn một mạng thôi nha. Rồi đoán đi. Lần này chắc chắn sẽ đúng nè. Game gì? PUBG Mobile. Quay năm mới sao giỏi với trời, PUBG Mobile không có nha. Thua luôn rồi má ơi. Trời ơi. Okay.